chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Bữa nay Diện có làm mớ nem nướng nè cả nhà ơi. Thì hai tiếng cháo bán vào buổi chiều nha. Thì sớm giờ á vừa mần xay thịt xong rồi ướp rồi cái bắt đầu ngồi nắng nãy giờ nè. Đó hôm nay đổi món nha. Món này vừa ăn vặt được mà vừa ăn cơm được luôn. Đây là những cây nem nè. Hôm nay Diện sẽ bán 5.000 cây. Thì Diện quét dầu điều lên đây cho cái màu nó đẹp á. Với lại mình nướng nó không bị dính. Để cho nó khô khô lại đi rồi các chúng ba nói chợ. Để quay ngang lại. Quay ngang lại gì nè. Ngoan chạy dập dập qua dập đất. Ôi, này nóng lắm. Nóng quá trời nóng luôn. Ôi ôi, cây này rất là ngon. Đây nè. À, quá ngon. Cho mày làm cho mày. Nóng quá. Để chà. Út trột 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 trột. Chú để đây. Cái này sao để ngang được? Đúng rồi. Ừ. Dỡ lên cái dĩ này nó không bị ế ế rồi dắt cái xài đụng nó vậy dắt lại nó chọc đó ai gì hả mày chắc là mềm mày đã thuộc đi chín héo nó đi nãy hồi mười đủ mà đi mới ba này giờ gì sẽ sửa lại nha cả nhà chứ để chắc chồng lên cái cây nó không có bị cái bị dính đó rồi cái mình thoa gì lên nè gì là nướng luôn à. Chắc ăn như bắp luôn. Này con xay cho. Con xay hồi nó khét bên đấy không mấy cái xay kịp nó khét bên thôi. Cái nào á. Ở đây cái mình quét bên đây luôn. Chỉ thêm ba chở thôi. Ừ. Nãy giờ kìa ra được mấy cây kìa ngon quá ha. Ngon. Long ơi có rồi nè Long ơi. Có nè mình nè Long ơi. Đỡ ở đây con đỡ ra. Nếu mà để bà đẩy qua đây nè. Khi nào tới bà để qua đây cho con đem vô. Ăn sáng ăn bớt rồi. Nãy nhân 100g giờ còn có 150 rồi. Nướng nó tèo. Nướng nó bị tèo. Không có muối rồi. Muối tiêu, rau găm với hạnh. Thử cây coi. Thử đi, thử coi vừa ăn không. Ăn chị Nam. Nghe nó thơm quá rồi thèm thử cây đi. Mùi bay nực nồng luôn đó. Ủa dạ. Long luôn hả? Mua mấy cây? Long 4 cây. 4 cây hả Long? Nhiêu cây? 5.000. 5.000. 5 triệu. Lựa mấy cây dài dài cho Long đi. Nó cũng có một thứ là nghe lông nó tại vì mình căng cái cục này là nó có cỡ một bà nhưng mà nó ú thì nó dày thôi. Mấy cái ú gì khác dạ. Để vô đây hả gì? Dạ. Mấy cây dài dài hả? Cây nào cũng như nhau nó nhau à. Dài cục cũng chịu. Căng hết trơn nè. 4 cây. Tại người bóp dài người bóp cục. Cục mà nó ú thịt nó vậy rồi. Còn dại ôm nhô ôm nhắc. Ôm nhô ôm nhắc nè giống bột à. Ôm nhắc như bột. Rồi mới vô thòi giấy 100.000 luôn. Đây, hồi sáng á. Có không? Dạ sáng. Không. Con này. Con có bao nhiêu tiền lẻ con đổi lại cho bà Sáu chưa? Mẹ rồi đi. Cho hết cho rồi đi. Này. Đây bột. À hôm nay. Thòi lại giùm con nha. Giờ này tay con dơ rồi. Có tiền nhỏ đổ trơn rồi để dành. Quá trời nướng ra cây nem nó ngon. Thật độ bay gì vậy đó. Ngày đủ ăn rồi. Đủ ăn rồi phải không? Ừ, mà đủ ăn rồi như hoàng vậy. Đủ ăn. Ngày 20.000, thòi lại 80.000. Rồi cảm ơn Long. Đủ ăn rồi nghỉ chú ơi. Được rồi, đấy thằng đó cho đầy đi bên đó kìa. Khác kìa, thêm ba ô. Cái khác ăn ngon. Cái khác ăn ngon. Cây nào khác để thêm ba. Nào khác khác cho mình nướng khác không. Cho bộ nướng khác là của mình hả Úc? Tết nhất rồi nó bán đồ nướng không?
Bởi vì mặt nám mại trơn rồi, ăn Tết nó không đẹp, nó mất cái vẻ đẹp đó trơn. Mà mốt nó băng bóng nữa. Bóng nữa. Còn con bài ra cho mấy trăm trái bắp cho mấy bà nướng. Còn lùi nữa. À, cái vụ mền cũng như nướng bắp cho một cái hả trời, nám mặt thôi, nám mũi nướng hết trơn nhóm này nó chưa đủ to. Rồi cái nhà ăn thử, ăn thử coi thế mai vừa ăn không. Muối tiêu ta nặng hạnh vô ta chấm đồ chua chua mặn mặn đồ nó mới không, ngon hả. Vừa sao yếu xìu hả? Vừa ăn. Đừng có bụng. Nghe nó vừa yếu xìu à. Nem nướng nè. Nay mối này có ăn không? Mấy đứa nít nó có ăn này không? Đi học chưa về vậy? Mua chịu ăn cơm tại. Chứ này đâu có ăn giặt đâu. Ông bà thêm 6 5 cây chú Ninh. À. Ơi bà lên chảnh nè nói chú Ninh. Nem nướng ở dưới trời dưới kẹt cho nó buông xuống. Đang chạy không bắt xuống dưới đó. Bà ba này, bà ba này. Bà ba bảo cho. Ờ, bảo cho. Cho ông bé ăn cây, ăn cây, ăn cây. Này ăn cơm ngon lắm á. 5 ngàn. 5 ngàn. Thôi chiều về ăn cơm. Mấy cây này nó vàng ngon ghê luôn nè. Bán cho 8 cây đây. 8 cây nè. 8 cây. Mua bỏ 18 cây vô mắm rồi. Mình chiều nay mình ăn mua 4 cây ha, chiều nay 2 cây, mơ 2 cây. Mình mua cái mơ cái mình đi ra mặn cỏ cái bên này mua bánh mì. 3 ổ 5 ngàn tỏi hả? Cho mình ăn rồi. Trời cảm ơn ốc. Bà không biết tiền. Ốc hàng 8 cây nữa là 8 cây. Không, tao mở hàng rồi. Long mở hàng rồi, Long mở hàng 4 cây. 4 cây à, tao mua không mua giùm ai nữa. Ai chơi vậy á. Mua tôi, tao mua tao ăn. Mua tôi ăn 4 cây rồi tôi thèm. Thèm nữa. Ừ. Tao mua giùm ai chứ. Một lát lại mua là không bán đâu. Không có ế. Trời ơi, mấy cây. Ế chia gà. 5.000 cây. Thôi, không luôn hả? Khỏi luôn. Không vừa ăn ngon không chú Ninh? Vừa ăn rồi. Không nữa. Đồ găm nhà ngốc. Ờ về giữ heo găm đi khỏi mua găm. Đỡ đỡ tốn heo găm. Chị năm 8 cây nữa kìa. 8 cây. Mấy cây? 10 cây hả? 4 cây. 4 cây hả? Rồi bác cô Liễu đi. Ở sớm này em thẳng bán. Đèn nào nóng ơi, sao nóng ngon quá, sao nóng ngon. Không, chưa ăn còn nóng nóng. Nóng nóng ngon. Rồi, nên nạp vô hả? Vô rồi. Vô rồi, được tiêu bấm trái cơm quên. Ôi ôi, vàng nè. Quá đã. Công nhận bà Út với bà ba nướng một cái nha. Cực kỳ luôn. Mới lấy ra không à chị? Mới lấy ra. 11 phát nghiệp 2. Mới lấy ra đèn nè, đó, nóng ngon. Thầy Hiên Cháu mới đi mướn, đi nướng thịt mướn. Nè. Thì nãy ba cái này ta dò ta làm giờ mà hai bà nướng đi. Người ta không dò. Ai cãi chối gì đâu. Ai không dò. Ai cãi chối gì. Cái bà Út ai không dò. Ừ, ta nướng gọn vậy cho hai giữa hai hộp kèm. Ừ. Làm đi. Nhiều luôn. Tất gắn làm đi Tết nó tặng cho cặp dưa hấu. Tất. Đúng rồi, trái nửa ký. Rồi đó. Không bà không có. Ai có nửa ký cũng chân được. Rồi đó đúng tiền luôn. Giờ nghèo rồi, ai cho gì lấy nấy à. Nhiều ít gì cũng lấy hết trơn. Đó vậy. Mấy cây ạ? À? Nói chuyện hồi đó lộn dưa hấu trời đầu trái nửa ký. Bán có nhiều. Có nha. Cũng hết nữa. Dưa hấu non á. Dưa hấu mà mót. Hấu non á bà. Lộn dưa hấu non á. Dưa mót á cho mình. Đây lấy cái dĩa bà lớn chân được rồi nè. Ê bà Năm, dĩa bà lớn chân được nè. Trái nửa ký sao bằng cái dĩa được. Lấy dao không? Được cái chén á. Lấy dao đó được. Rồi, tu sửa lại sao cái cây nó đẹp. Sau ngồi nướng. Ngồi ở trong đi đó. Đúng rồi. Nắng. 80 ngàn rồi, cảm ơn chị. Để nó dẹp lép hết trơn nè. Cảm ơn bác Năm nhiều. Đúng rồi đó, Năm mời sáng cái bác Năm bắt nồi cơm lên cái là xong à. Bây giờ em ngậm nhậu hết mời mua khác. Bà hai nói sao đúng dữ ha bà hai còn hiểu ý con trai bá mờn nên mập là về dứt cái bột hết rồi đó. Ừ, tám vậy đó. Tám vậy. Thôi để đâu găm ơi thứ hai. Nướng cái lửa
sữa này là liu riu nó mới ngon. Ừ. Xiên chở nó hấp qua cái dạ, này. Chở qua cái đúng rồi, cái này cái nó gáp gáp cái chở bên kia. Ăn thịt nướng là phải xiên chở. Có giấy 10.000 xiên chở. Có tấm giấy 10.000 đó hả? Đây, có không? Nữa hả bà Út? Ôi bữa nay bà Út đã giao tiền lẻ. Ôi bằng cỏ ăn sáng phải trả tiền nhóc, tiền bà cố luôn. Cố. Nội tiền hả? Nội tiền. Nội tiền luôn. Đây, cảm ơn. Vậy? Thôi à, tôi hồi nào giờ không có than à. Mặn mướn ngày đủ ăn rồi à. Đại, đại gia mà than nha. Than. Tại có than cái lợ cái tục lại phải than miếng mới được. À, đại gia da một xương. Đại gia mặn mướn được ăn nhiều, có nhiêu ăn nhiều đủ ăn được rồi. Đó, sáng giờ tao làm là ăn được. Nói cho cái món này hai mấy đứa nít nó gặp là nó ghiền. Đứa này cũng hai đứa con của con hay nó gặp này là rồi. Có đứa chừng 4 5 cây chưa no. Đúng rồi. Thiệt. Vụ gì mà 4 cây 5 cây đây? Cái ba lấy con chục rồi giùm 5 cây là 25.000, 4 cây 20.000 trễ tính nè. Chục cây là bao nhiêu? 6 cây là 50.000, nhà 6 cây. Ừ. Chục cây 50.000. Dễ tính tiền đó. Dễ. Dạ. 5.000, 5.000. Ai cũng nói không tiền không mà ăn khoảng chục cây không. Đợi con mua giùm. Mua giùm. Trời ơi. Người ta mua cũng nói rồi ta dặn nghĩ mua giờ. Thiệt chứ. Chuyện á. Tiền nè, chút nữa tới ta không chục nữa. Không lâu món này ăn chị hao đi mời ăn người khỏe lại. Mua này mời sáng khỏi mua đồ ăn cũng có sao đâu. Mua bún để vô. Ừ đó. Ngon lắm á. Bún như vô leo đậu phộng rồi vô. Ai khỏi mua bún mình mua mày nhét vô ăn cho mau. Rồi bộ bánh mì ăn không ngon mà bún ăn ngon. Ừ. Tao không chịu bún ăn ngán quá. Ăn này nè, ăn bánh mì dễ ăn hơn. Bánh mì nhét vô cái xịt 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 xịt. Bánh mì ăn nó nặng bổ. Đó, mới lớn lại kìa, xách 50.000 lại luôn. Đó, thấy chưa? Hết rồi, nãy giờ không lại hết rồi. Lấy giùm cái nước cho bố. 50 nó sốt. Ờ cái đỏ, còn hết. Còn tiền lẻ không? Trời ơi, mấy cây tiền nhà lẻ để dành mua à. Cảm ơn nha. 4 cây hả? Để dành mua mà cứ đổi cái hết rồi. 4 cây nữa hả? Chưa, để lấy tiền rồi cái hả? Nè, đổi hết rồi đó. Còn bắt độ bay. Bay. Đây, chúng ta gửi. Đổi tiền chút nữa. Cảm ơn. Tặng 2 cây. 4 cây. Bốn cỡ 200 nữa con Bốn. Làm gì nữa? Thì cho bởi vì á. 6 cây 30.000. Có 4 cây à, mấy cây hả? 6 cây. 6 cây. Trời ơi. Rồi, cuộc hồi lỗ chết luôn rồi. Quần không quá. Quần không quá. Xong luôn. Hai bà này bán là cái như là bữa nay mình lỗ đi. Chết mẹ nó mặt chân bán hồi có nhá mấy chục ngàn à chị ô. 6 cây mình nhớ 4 cây. Lỗ luôn. Cho lỗ luôn à. Chị Hai ô. Ba giờ với nhà, nhà đó à, lát mà lấy hai cây đó đó ừ. Xin nhà với nhà đó tới nữa hả bữa nay cái kho đi rồi bữa nay tới cái kho mới kho bà Sáu đi rồi tới kho bà Út rồi dạ 5.000 nè cấm ai gửi thôi 5.000 sau 5.000 sau hai sau hai sau trên 10.000 dạ hai sau ăn được rồi cô ơi đúng cái trộn 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 rồi rồi xong nữa bà ba nữa để lắc nặng thím ba đó mình thèm nãy giờ mày mời chân cái bộ gớt mà ăn thím ba nãy giờ qua cho ăn rồi ở vậy cái này là cố tình cố hỏi ba vòng ăn cái bột làm bổ cái đó cùi đó nghe cho nó gớt cái bắt đầu hồi cái gớt của mình cái này gớt của mình đó hồi mình ăn rồi khỏi mua dạ nặng hạnh chấm không mấy cô Châu ăn cơm á thì ăn cơm cũng được cơm khỏi cơm đi khỏi tôm cá bữa nay quên vô gước miêu rồi kìa để đi rồi cảm ơn cô Châu nhiều rồi cảm ơn cô bữa nay bán nhóc người bán chừng ai bán được mà muốn bán rồi bán bù tiền nhà rồi bán rồi bù tiền nhà đó biết mới bán cái 6.000 lấy có 4.000 đấy chị 30 cây kìa nãy giờ đủ mà chè gấp ra thêm 4 cây nó đủ rồi bà ba 3 cây bên đây được nè ừ cây này cũng được rồi nè đó đây nè đây là chưa chia cái hai bọc đủ rồi đó chị ba đi đủ rồi bọc 4 cây bọc 6 cây hay gì hay bọc 5 năm trời ơi 5 năm đi chỗ trống 5 năm đi
À, sao mà nắng dài cái mình nướng lỗi thun đâu mất tiêu rồi. Lỗi xíu. Nó teo lại. Sao bà nướng sao nó mất thịt ra này. Gỡ bớt ăn. Nóng không mẹ ăn cô không được gì đâu. Ăn rồi rớt răng hết. Bốt. Cái này phải một người nắng một người nướng mới được. Ừ vậy đó. Để sửa lại lâu. Mà hồi nãy mình thẳng cái nắng vừa nướng luôn đi. Vừa nắng vừa nướng luôn được. Im ha. Nó công nắng đủ trời cái này nó cũng sửa lại. Để tự nhiên chảy chùm bẹt lên. Đè đó. Ừ. Đè với nhau. Rồi cho gọi chị. Cảm ơn chị nghe. Để dư có lỗ nè. Điểm dư mày làm thinh đi mày la lên chị. Điểm dư mày làm thinh đi mày la lên chị. Ơi mình lời. Mày lời hết tao tao lời. Lỗ qua công rồi chị. Về có chia nửa cây không? Về nó chia cho bà hai cây và hai điểm lộn. Tới rồi đó. Tới giờ rồi. Tới giờ đi rước. Giờ rước cho nội rồi. Tới giờ đi rước. Đây là thủ quỷ, đây là ai thằng quỷ đó, thằng quỷ đó thì lấy thủ quỷ à? Thủ quỷ thì lấy. Thủ quỷ người nào bán thủ quỷ giữ. Thủ quỷ này ngồi đánh thủ quỷ đó. Ai thủ quỷ này bán lộn rồi quấn thủ quỷ đó. Lát chắc bắt thủ quỷ bù tiền. Bù tiền đơm đó, nãy đếm rồi tới mấy trăm cây đó. 10 cây, mấy cây? 6 cây, úp mấy cây? Ai bỏ thành đếm lấy 200 cây gì đó không? Hồi đếm tiền lại là bao bùi cây. Bắt tiền là người bán đó chứ không có ai nói gì hết trơn. 6 cây rồi rồi bẻ đẹp mấy cây bẻ đẹp? 5 cây. Mấy cây bên đó được rồi đó bà ba. Ừ. Thì bán đi từ từ nóng nóng ăn ngon. Ăn ờ đúng rồi. Từ. Vậy sao bán bánh mì chân hả? Ừ. Anh mày giờ mình ăn chứ kẹo ốc anh Sáu mời kìa. Cảm ơn Sáu nha. Có nhiều hơn nữa. Ừ, ốc mà làm sao nó ốc là nhiều hơn nữa. Ê. Quay. Ôi quá trời luôn cô mời ở đây mình lên ốc ăn à không mời ai ăn chứ. Bao nhiêu người mà chú Sáu mời mình lên ốc kho. Ơi ốc đập gái cũng đi ngày xấu không. Ê. Ta mua chợ. Ta đang gì lớn không. Ốc nhỏ. Cô ốc. Ốc là thịt. Ừ. Thịt để vào, da để ngoài. Vị da mơi mốt mà có ai mà da đựng đi, thịt đi làm lò. Nhớ nha, nhớ thịt đi nha, da nào có dính liếu. Rồi xong luôn, xong luôn. Thịt đi đi. Da ngợi. Đủ không? Là rút cuộc đủ thiếu nãy giờ bà. Nhóc. Cứ việc mua đi, nào đó. Mấy cây. 5 cây, có 5 cây à. Rồi đây nè. Có 5 cây mà cứ sợ hết hoài. Làm như mua hết mâm tay. Còn. Chúa tới. Chúa cha nội. Đừng hối quá tôi cho ăn bánh sống đó trời. Đưa cho ngà 3 cây trước cho ngà ăn đi. Chậm đi. Từ từ. Đi ra đi đứng ngồi rồi qua nướng sống cho ăn bây giờ. Bác nhớ lấy tiền các chị vô. Chị hai. Hồi ba người đánh ngự tin không? Chị bán hồi lỗ đi. Cho ngà ba cây ngà ăn trước đi. Thế nào mà ba người đánh ngự đó ngồi đó bán đi. Bán đi. Bán đi. Ba đứa còn mua nữa giờ. Giá này trước ba cây đúng không? Không có 5,000 nữa. Dạ, ba mấy cây này nướng, nướng cho bảy. Nướng cho bảy sống sống đi, bảy không có cần chín. Trời ơi, già cả hồi sống ăn rồi lỡ đâu bụng người ra chở đi. Ôi trời nói hả hầm răng ra giọng cái đi, ghiếc hồi ngủ hết bây giờ nè. Xuống đây thì dục luôn à. Bố có nướng luôn rồi sao? Dính rồi. Thì lát nữa 50 cây lấy dọc cây đưa 50,000 đi. Trả trước chị hồi đó. Thôi đưa 50,000 lấy lát lấy 7 cây nữa, đưa trả đó lại cho nó đi. Ừ, chị mà nó không chịu không có làm vậy đó. Ủa? Thôi dẹp đi. Ờ, vậy đi đưa 50,000 đi. Ừ. Không chịu rồi trả trước chị đó. Trời ơi. Em hiền dữ á em. Mình sao cùng lẫn cây 2,000 hả? Cây 6,000. Đắt quá lệnh giá. Đắt quá còn sao đắt thì qua lên giá thấy nướng nắm mặt nắm mài chưa nó mua kem xích. Nắm mặt hết trơn. Nãy tao qua bên không muốn tiêu đi cho bà tính bỏ bên đây đi. Người ta ngủ, người ta có vô lửa. Mình xấu mình vô lửa. Đẹp. Còn người ta xấu người ta nướng. Chết luôn. Người nướng xấu có nướng. Ai, nướng có ăn. Còn người nó có đồ ăn. Cái người vô muối tiêu là ừ, ăn muối. Mà nói làm gì nói cả 5,000. 5,000 cây, 5,000 cây. Mua nhiêu người đẹp? Mua mấy cây cô chị mua hai. Ô đẹp trời, trời qua hậu mới đẹp chứ. Sao kêu chị hai, không có kêu qua hậu, kêu chị hai. Người nào cũng đẹp chứ. Người nào cũng đẹp hơn. Người đẹp, đẹp một tôi đẹp cho. Ê, ai mua là đẹp. Ừ, người nào mua là đẹp, còn không mua là xấu. Có bổ không mua bổ xấu kìa. Chị hai đi. Mua là hả?
Làm. Làm nhà đó. Ủa cái đó hả? Mua, cái làm đó nhà. Mua. Làm nhà. Cái gì cũng làm nhà chứ. Cái đó mua. À, khéo lắm. Khéo lắm, gì cũng biết làm chứ, ngon dở gì cũng biết. Làm. Nhớ đang thời tiền, đã nó quánh ba người quánh ngừ. Ba người ngồi nướng làm cực mà người bán mà lấy tiền là quánh liền đó. Tôi đếm rồi tính tiền sao không dạ, cảm ơn cô hai nha. Không có lộn đâu, giấy 100 với giấy 50 đất hết trơn. Ừ, một hồi tao mua có hai đó mà đưa giấy 50 thấu đi. Ủa? Không bán cho chị bé đẹp, chứ bé đẹp dặn chị đi vô luôn hay giờ? Vô đó rồi. Đợi rồi, chưa có, bà đợi rồi. Đợi đi hết luôn rồi, một mâm mà nướng không đủ bán rồi kìa. Thiệt chứ, đất này nướng không đủ bán thiệt luôn. Chứ sao mày than nó hơn. Bói ăn không kìa, bói cầm kìa, ơi gớt gớt kìa. Vậy mua 10 cây nữa đi cho con bói nó ăn. Dạ chị khỏi nó coi, khỏi làm đồ ăn. Cây cái nó chờ. Sờ. Ép ăn không ai ép bằng. Chín đi, còn đó 2 cây đủ phải không? Ba mấy cây nữa. Còn 2 cây nữa. 4 cây bán 4 cây. Thôi ba lại 10.000 hiếm hai ơi. Nó 2 cây mà không chịu thôi, tao tưởng là mua 2 cây. Cảm ơn hiếm ba. 4 cây đúng không? Ta mua 4 cây, nó 2 cây hoài. 4 cây liền lên. Bà hậu bà không, không biết, bà nói bố 2 cây chứ không ai nói 2 cây. Liền lên cây nữa coi. Ấy, rồi cây một mâm nè, không lo. 4 cây. Đó. Hết chợ ế, hết hiếm ba. Hết chợ ế rồi đó. Có chợ ế trơn, món này mà có ế trơn. Bán sao hết với ta không có, tao quýnh nữa ế. Thôi nghỉ rồi đó nghe, nghỉ rồi đó, nghỉ nhận rồi đó. Hàng rồi đó. Nghỉ rồi đó. Nghỉ bán rồi đó. Đây, cảm ơn nhiều. Ê, đó thôi, ngồi cái nó nhã. Ai ai, bạn áo vừa đường cúng rồi. Dạ. Trời ơi, mặc đồ gà đứa bụng ra, bỏ gúng ra rồi bà. Lại xin nữa kìa. Bé đẹp, 5 cây. Ok, có muối cho thêm hả? Có. Không bán thiếu. Tết nhất là không có bán thiếu. Bán chèo chứ không bán thiếu. Không bán chèo luôn. Tết nhất là không có bán thiếu. Tiền ngay ngày mùng 1 là được. Ok. Tết đâu tao lo tao bán đồ, ai lo nhớ ba mấy lại đi đậu tiền thiếu nữa. Đòi đường thiếu. Khoái cười. Tiền xăng, tiền lửa, tiền đò. Khoái cười. Đây, gửi người đẹp. Bé đẹp, bé đẹp. Nè, móc ra 20. Bé đâu ngồi đây nè, móc 25.000. 25k. Lấy lửa nó giữ không? 5 cây, 55k. Chiếm 2 mấy cây? 2-3 cây. Cây này có vàng. Nè, vàng chín rồi. Ngon chín hết rồi. Đừng để cho vàng quá, nó cứ ngắt. Nó khô khào à. Đây nè. Nè, cây này nè. Nè, đó. Vì là nó chín, nó thấm cho tới tim. 3 cây. Thấm tới ruột, tới rang, tới phèo, tới phở. 5 cây. Bớt 2.000 cây còn lại. Nứa ngáy rồi đó. Bà ba mấy cây bà ba? 4 cây. Bà ba 4 cây. Ủa nhà nãy giờ 7 cây lấy chưa ta? Chưa. Nhà 7 cây chưa lấy. Đây nè, 7 cây còn nè. Bên đây nè. Đủ luôn ha. Đây 7 cây đây là nguyên. Bà ba 4 cây nè. 7 cây nè. Bán lấy tiền con không cảm ơn tiền hết. Cảm ơn. Cảm ơn 7 lửa. Cảm ơn 7 mồng. Là 7 cây của nhà là còn 2, 4, 6, 7 cây nữa. Con này 7 cây còn bốt kìa. Bốt đó. Bốt nữa kìa. Bốt mua 7 cây hết luôn đi. Hết luôn. Ừ, mạo hết luôn. Nè, rồi xong. Kiếm 2, nó ăn cây. Lỡ này 3 cây nữa là 4 cây. 2 cây 20 ngàn, đưa lên. Đưa lên. Cũng được 20 ngàn. Cơm tiền. 2 cây, ước 20 ngàn. Cơm tiền. 7 cây gà, 7.500, 35. Thiếu. Còn lửa lấy nước nước rồi. Lấy nước nóng phải không? 35 rồi phải không? 35 phải không? 4 chợt. 5 chợt. 6 chợt. Nó không bán thiếu gì đâu, bán thiếu. 7 chợt. Có giấy 100 nữa. 8 chợt dữ trời. Trời, cái này mà nó ít vốn hả? 100. Không đủ 500. 200. Má này vốn nặng lắm đó. 300. Ôi dưới dằn luôn á. Có lộn đâu mà lộn chừng lời luôn nữa. 400. Không vốn 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 thôi. Đi ta vốn nhiều. Kìa 400. Không 400 ngàn thì vốn à. Kìa con kìa. Lời vốn nhiều. Kìa. Ra lớn đi. Rồi nhiều. Lời. Rồi giấy này giấy gì chứ ạ? À? Rồi 100 mấy. Lời 100 mấy. Ôi, có 100 mấy. 120 ngàn. Rồi bốt 30. Tiền đũa này có gửi chưa? Rồi tính gửi. Gửi tiền đũa chưa? Tiền đũa 20 ngàn à. Đúng lời được 120 ngàn á, cái nhà tiền than 20 ngàn nữa, đủ tiền than 100 ngàn. Mướn mấy ô xin này nữa chị, 100 ngàn như là 3 người. Mướn ô xin này nó ngần 50 nữa. 10 ngàn rồi đem về đi, đòi về.
Mẫu đất quay về ai đi quê. Thì ai thì buổi chiều làm nem nướng bán cả nhà ơi quá trần đắt luôn. Nhưng mà vui nghe cả nhà, nói chung thì bà con ở đây nói chuyện là chỉ vui thôi chứ không có ý gì hết trơn nha. Đừng có vô mà mình là xấu nha. Không nghiệm cho bà con. Muốn cái gì chỉ ngay bà áo đỏ chanh nó tránh gì đó, chỉ ngay bà đó là đừng có nó móc móc. Thôi vậy cũng xin tạm dừng video tại đây nghe. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.